Lời đầu tiên, mình xin gửi lời chào thân thương, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang xem chương trình Kết Nối Yêu Thương. Hôm nay bên em đón tiếp một người anh đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Dạ, em chào anh à. Em mời anh gửi lời chào đến khán giả anh à. Rồi, em chào đến 10, chào khán giả cộng đồng mạng trong và Dạ. ngoài nước. Dạ. Mình chào thương nhé. Em cảm ơn anh đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Cho em được hỏi là anh họ tên gì? Anh là họ tên anh là Dương Văn Thép anh. Năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? Anh 58 tuổi. Dạ, Sinh năm 58 tuổi. 1996. Mình là quê quán là ở đâu anh? Anh là gốc anh ngày xưa là ở Bến Tre, nhưng mà anh lên đây là lập nghiệp đây là gần 40 năm. Dạ. Anh chia sẻ ngoại hình giúp em ha, anh cao được bao nhiêu? Anh cao 1m78 rồi. Wow. Nặng 70 kg. Wow, chiều cao lý tưởng anh ha. Anh có thường xuyên tập thể thao không mà sao nhìn người anh thấy khá là phong độ ha? Không em, anh cũng đi làm vậy thôi chứ còn Dạ. thể dục buổi sáng thì có lúc thì cũng đi rồi có cũng chạy bộ rồi có lúc thì mở nhà đó. Dạ. Anh chia sẻ giúp em là tình trạng hôn nhân của anh như thế nào? Anh hôn nhân anh nó chia tay nay 2014, nói chung là nó cũng không có tiếng nói chung á. 2014 đến nay là 10 năm rồi anh ha. Đúng rồi, Dạ, trong thời gian kết hôn thì anh được bao nhiêu người con? anh có hai hai đứa con mà nó lập gia đình hết rồi. Dạ, hai đứa con là một trai một gái hay sao anh? Nhà gái không, còn Dạ, hai đứa con gái gái không à, giờ có gia đình hết rồi anh ha. à, Dạ. gia đình hết rồi. Rồi khi mà anh tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương như thế này thì con anh có biết không? Được không thì nó cũng nói hoài, tại vì anh cũng có nói nó nói anh cũng thấy cái này anh thích thích rồi để lên tìm một người cho nó chân thật, chứ anh ở ngoài đời anh cũng có khi chia tay mẹ nó rồi thì cũng có đi thêm nữa mà nó không thành, sao nó người ta nói ăn đường ta lạp lẽo anh mất lòng tin quá Dạ. anh mới đến anh em. Nói chung là sau khi ly hôn là thời gian là 10 năm cũng khá là lâu rồi, anh cũng có quen biết cô này như cô kia nhưng mà do là mình chưa đủ duyên anh ha. Hiện tại bây giờ anh đang làm công việc gì? Anh thì cũng làm bên xây dựng thợ hồ á. Dạ, anh là làm thợ hồ ha. Hiện tại bây giờ thì nhà cửa anh như thế nào? Anh có nhà không? Tại vì anh sống có một mình anh á thôi, chứ sống với nhỏ con gái của mình á, Dạ, giờ đang còn sống nhà với là cửa đứa con gái. thôi. Dạ. Và trong tương lai thì anh Anh dự tính kế hoạch như thế nào? Ví dụ như giờ cưới vợ nữa thì anh có định là làm nhà ở riêng hay là như thế nào không anh? có em, nếu mà được thì nó riêng, còn nếu mà có cô nàng nào mà người ta thích mình về mình sống với người ta thì anh cũng cũng về, nói chung là vậy. Nhưng mà trường hợp ngược lại thì ví dụ như đôi bên cũng không có nhà cửa thì anh dự tính như thế nào? Mình có dự tính là xây nhà mới không anh? Mình có chuẩn bị được một số vốn nào Thì anh về cũng có ít ít rồi, nhưng mà nếu không? mà không bên nào có thì Nói chung là anh anh cũng phải có thuê một nhà thôi. dạ, nói chung là anh cũng có chuẩn bị một ít rồi anh ha. Đúng rồi. Anh chia sẻ giúp em là về bản thân của anh á, anh có cái điểm mạnh và cái điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh anh thì nói chung là rất thương người, thấy ví dụ hoàn cảnh họ thương đó. Dạ. Nhưng mà có khi cũng giúp người ta, thì Dạ. có lúc thì thấy mình xót nhưng mình không có điều kiện mình không giúp người ta được. Dạ. Còn cái điểm yếu của anh là nó đang nhiều nhiều suy nghĩ đó. Khi nó có nỗi buồn riêng mình suy nghĩ nó không được mạnh dạn như mọi người khác vậy Dạ, nói chung là đó. anh Chỉ sống nội tâm khép kín đúng rồi, anh cũng hay ha. nội tâm lắm, Dạ. đó Dạ. là mặt yếu của anh. Rồi đối với cái mối quan hệ giữa vợ chồng thì anh như thế nào? Anh có gia trưởng không? Anh có Không, anh rất sống hòa đồng lắm. Anh nghĩ Dạ. là cái người đó mà người ta hiểu anh một phần nào thôi, chứ còn nó hiểu hết thì không 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 thể được đâu. Dạ. Vì một con người hiểu hết họ thì chắc là không bao giờ có đâu. Cái cầu biết để nhau là được. Dạ. Anh là rất đồng cảm với lại những người mà cái người là anh nói cái người ấy nghe, rồi người ấy nói là anh nghe để mình chia sẻ với nhau. Chứ Dạ. anh là không có gia trưởng. Anh là anh không thích gia trưởng.
gia trưởng thì khó sống em, thì phụ nữ cũng vậy, mà nếu mà họ làm gia trưởng mình cũng khó sống. Rồi ngoài những cái điểm như Đó vậy là thì anh có cái thói hư tật xấu nào không anh? Ví dụ như là rượu bia thuốc lá hay là những cái vấn đề tệ nạn xã hội thì anh có tham gia không? không, anh là đó giờ nói chung là nó không có cái tệ nạn với họ, tại vì ngày trước họ trong cái lứa tuổi mà thì anh cái vụ quân sự là anh có làm bên công an một thời gian thì mình đã biết cái luật pháp rồi, mình không bị vô đó. Thứ hai nữa là anh thuốc là anh đã bỏ từ lâu rồi, anh bỏ nó hai mấy năm. Rượu thì nhiều khi thì bạn bè thì nó tới cuối tuần làm rồi đó thì uống chút chút đi đám tiệc rồi đó, chứ rồi nó không uống nó dốc có nhưng mà ít. Nói chung là mình có dùng, đàn ông thì ai mà chả dùng anh ha, nhưng mà mình dùng đúng nơi đúng chỗ chứ không có bê tha. Yeah. Rồi anh có đam mê là mình đi du lịch hay là ca hát gì không anh? Anh thì dụ đi 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 thì anh cũng thích đi đây đi đó lắm. Đi mình đi cho biết gì đó đó, hôm rồi thì cũng có đi cho một lần Đà Lạt thì cũng có đi rồi, Huế rồi anh cũng có đi, đi để mình bây giờ tuổi mình tới giờ nó rảnh rỗi thì đi cho biết chứ để thôi mình có gia đình rồi nó gò bó rồi mình không đi đâu được Nói chung là mình đi để mà trải nghiệm anh không. Đúng rồi. ha. Thì hôm nay anh tham gia chương trình bên em á, mong muốn của anh thì tìm người bạn đời thì anh mong như thế nào? Người bạn phải thấp tưởng anh và người đó là biết chia sẻ và đồng cảm với anh, là bây giờ ví dụ mình đã dốc đổ rồi mình đứng dậy cho nó vững chắc là có nghĩa là tin tưởng với nhau, nếu mà đến được với nhau phải tin với nhau chứ đừng nghĩ con mày con tao hay là một cái gì đó thì nó mất đi, nếu mà bây giờ mình đã chấp nối lại mà nếu mình làm nó gãy một lần nữa thì nó đau lắm, ai cũng sợ nỗi đau đó. Nói chung thì anh cũng mong muốn là tìm một người là tâm đầu ý hợp anh ha. Còn về độ tuổi thì anh mong muốn là như thế nào? Cỡ khoảng bao nhiêu? Nhỏ hơn anh là nhỏ bao nhiêu vậy? Tuổi thì nhỏ hơn anh thì thôi từ 55 đổ xuống Về ngoại hình từ thì lúc anh 40 thì Về ngoại hình thì anh mong muốn sao anh? Anh mong muốn là ngoại hình như thế nào? anh thì khoảng chừng 1m55 trở lên chứ dễ nhìn là được rồi. Bởi vì em thấy chiều cao của anh khá là lý tưởng nên em nghĩ rằng là chắc mấy cô cũng phải phù hợp một chút anh ha. Nói chung là Đúng cũng rồi, dễ phải cỡ 1m6 rồi nó mới tương xứng với anh được, chứ anh này nó có người đi nếu mà 1m5 thì không được đâu, nó thấp hơn anh dữ lắm, đi trời anh giật. Rồi về công việc của cô đó thì anh có mong là công việc ổn định không anh? Thì cô đó thì làm yêu cầu đủ nuôi bản thân cô ấy là được rồi. Thưa anh thì cái độ tuổi mà anh đưa ra thì em nghĩ rằng là có cô đó thì cái điều mà cua một lần đò thì chắc chắn rồi, còn ví dụ như còn vướng bận con cái mà đi học hay là con còn nhỏ này kia thì anh nghĩ sao, anh có chấp nhận không? Được em, anh chấp nhận. Bình thường thì con mình thương cô ấy thì mình cứ thương con cô ấy như con mình vậy thôi. Nếu mà đến được với nhau thì đó là điều tốt. Còn về vùng miền thì anh có chọn ở tỉnh thành nào không anh? Không em, giờ từ miền Đông đổ lại đây chứ còn đi ra ngoài ngoài Trung ngoài Bắc thì nó xa quá. Nói chung thì từ đầu đến cuối thì theo những cái tâm tư của anh thì anh mang một người phụ nữ, cái điều quan trọng nhất là phải yêu thật lòng. Đó là cái điều anh quan tâm Đúng nhiều rồi, nhất, đúng không anh ha? Thì trước khi đúng mà rồi, khép lại cuộc trò chuyện hôm nay ấy, thì anh có điều gì mà chưa bày tỏ thì anh có thể chia sẻ hết giúp em ha. rồi thì anh lên đây thì cũng có mong mấy cô mà nếu mà nhìn được cái video này của em Mười đăng lên thì nếu mà đồng cảm nha nó thì nói với anh Mười là thì để anh ý nghĩ là liên lạc với nhau, anh chỉ có đôi lời vậy thôi. Ok anh ha, một lần nữa thì em xin thành thật cảm ơn anh đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Em luôn luôn cầu chúc cho anh là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt nhất sau khi tham gia chương trình, anh sẽ tìm được một người bạn đời như mong muốn. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt anh ạ. À.